combo 5 cây nha bạn, 5 cây mình lựa 5 cây cái phơm giống nhau nè, phơm thịt lắc chiên ngon vô nè. Mấy cái này nó 15 15, cái này 12 à, cũng phải 15, cái đó cũng phải 15 các bạn. Mấy cái này hoành trên 20 hết nha bạn, 20 đổ lên hết. Cái này 22 nè, 20 cái này nhỏ, cái này nhỏ nhất nè, 20 mấy nha. Okay, mấy cái này 23, cái này là bự hơn, cái này được 23, cái này được 23, cái đó bự hơn, cái đó chắc khoảng 24. 5 cây nha bạn, 5 cây nà ná nhau. Có hai cây này lú tược luôn rồi nè, tược mập tù lù. Năm cây 500k bao ship nha bạn. Cái này dùng thịt con khô, cái này khô móc lấy một cây mà đây. Năm cây 500k bao ship nha bạn. Đồ mai chiến thủy nuôi gồ công 5 cây 500k bao ship. Em nào mua được ủng hộ. Combo 5 cây, cây mấy chục ngàn các bạn. Bứng mình bỏ bầu sẵn, mình gọt mà cắt sẵn, để mai mình chắc keo, để khô khô mai mình chắc keo.